Hôm nay con rất vui được gặp lại các con trong phần tiếng Việt tiếp theo của chương trình lớp 8 kỳ 2. Ở những tiết học trước, chúng mình đã được cùng với cô đến với rất nhiều những câu được chia ra mục đích nói. Và ngày hôm nay các con sẽ cùng với cô đến với một kiểu câu cuối cùng có tên là câu chần thật. Vậy câu chần thật có đặc điểm gì và để phân biệt với những kiểu câu các bạn đã từng tìm hiểu ở trước đó? Bây giờ chúng ta sẽ vào nội dung chính của bài học nhé. Tiếng Việt. Và để tìm hiểu về câu chần thật, cách sử dụng như thế nào, bây giờ các con sẽ cùng với cô đến với phần 1 La Mã có tên là đặc điểm hình thức và chức năng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng với cô đến với những ví dụ của sách giáo khoa. Chúng ta cùng đọc ví dụ A. Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại, chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta. Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung. Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng. Đây là một đoạn trích trong văn bản tinh thần yêu nước của nhân dân ta, và đó cũng là một phần trong bài báo cáo được Bác Hồ đọc tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 2 năm 1951. Các bạn đã được tìm hiểu ở chương trình văn 7 kỳ 2 rồi. Đây, chúng ta sẽ đến với một ví dụ thứ hai nữa, đó là câu B. Thốt nhiên một người nhà quê mình mẩy lấm láp, quần áo ướt đầm tất tả chạy xông vào, thở không ra lời, bổng quan lớn đê vỡ mất rồi. Ví dụ 3. Cai Tứ là một người đàn ông thấp và gầy, tuổi độ 45-50, mặt lão vuông nhưng hai má hóp lại. Đây là một trong những câu văn miêu tả nhân vật rất xuất sắc của nhà văn Lan Khai trong tác phẩm Lầm Than. Bây giờ chúng ta cùng đến với ví dụ số 4. Ôi Tào Khê, nước Tào Khê làm đá mòn đấy, nhưng dòng nước Tào Khê không bao giờ cạn, chính là lòng trung thủy của ta. Bây giờ chúng mình sẽ đến với những câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là: những câu nào trong các đoạn trích trên không có đặc điểm hình thức của câu nghi vấn, câu cầu khiến hoặc câu cảm thán? Các con chú ý nhé. Câu hỏi là: trong đoạn trích trên câu nào không có đặc điểm? Như vậy chúng ta sẽ xác định được. Thứ nhất là câu không có đặc điểm hình thức. Câu nghi vấn câu cầu khiến hoặc câu cảm thán. Bây giờ chúng mình sẽ vào phần A. Trong phần A thì các con xác định ngay được là tất cả các câu trong phần A đều là những câu mà nó không có đặc điểm, như là câu đặc điểm của câu nghi vấn, câu cầu khiến hay là câu cảm thán. Chúng ta có ví dụ A là các câu văn trong đoạn A tiếp theo. Ở câu B, thốt nhiên một người nhà quê mình mẩy lấm láp, quần áo ướt đầm tất cả chạy xông vào, thở không ra lời. Thì con thấy rằng là ở câu B này có hai câu, thì con thấy là cả hai câu đều có hình thức khác hẳn với những kiểu câu mình đã học. Đó là chúng ta có câu số 1 và câu số 2, tức là cả hai câu của đoạn văn. Ở phần C thì con thấy rằng là trong phần C này thì cũng có hai câu văn thôi. Và chúng ta thấy là cả câu 1 và câu 2 đều có hình thức khác hẳn với những yêu cầu mà chúng ta vừa tìm hiểu ở trên. Có câu 1 và câu số 2. Trong ví dụ D thì các con để ý cho cô là chúng mình có tất cả là 3 câu.
Trong đó câu đầu tiên là "Ôi Tào Khê". Câu này thì các bạn thấy rằng là chính là câu cảm thán. Do vậy là chúng ta không liệt kê trong này, mà chúng ta thấy là câu D chỉ có câu số 2 và câu số số 3 mà thôi. Như vậy là yêu cầu đầu tiên cô chào mình đã làm xong rồi. Bây giờ chúng mình sẽ xác định cho cô là yêu cầu số 2, những câu này dùng để làm gì nhé. Con thấy rằng ở trong ví dụ A thì câu những câu mà chúng ta vừa tìm hiểu ở trên đó là để giúp cho người viết thể hiện được cái suy nghĩ về lòng yêu nước trong lịch sử của nước nhà, đúng không ạ? Tức là trong này là bộc lộ suy nghĩ, đánh giá của người viết về sức mạnh, về những tấm gương yêu nước trong lịch sử. Và những dẫn chứng này được sắp xếp theo trình tự thời gian.